Review kỳ thi vệ sinh tòa nhà tại Nhật. Những bạn nào muốn làm việc trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà, dọn dẹp khách sạn, vệ sinh bệnh viện, công sở, chung cư thì hãy đăng ký thi ngay chứng chỉ vệ sinh tòa nhà. Mình đã phải chờ đợi một thời gian rất là lâu thì mới đăng ký được kỳ thi lần này. Theo như mình biết thì mỗi cụm thi chỉ lấy khoảng 150 người. Ai nhanh tay đăng ký trước thì sẽ có một suất tham dự kỳ thi. Tài liệu của ngành này thì được xem miễn phí ở trên web. Tuy nhiên nó không tải về được có tiếng Nhật và tiếng Việt. Và bây giờ mọi người cùng đến trường thi với mình nào. Đây là trường thi khu vực Osaka. Dưới tầng trệt sẽ có thông báo hướng dẫn cho chúng ta đi lên tầng 8. Bây giờ mình sẽ vô thang máy và đi lên. Hướng này sẽ là phòng thi này mọi người. 12h30 sẽ bắt đầu mở cửa. Ngày thi hôm nay phần lớn là người Trung Quốc. Việt Nam thì mình thấy có một vài bạn thôi. Khi đi thi thì mọi người nên mang theo những giấy tờ sau. Mọi người có thể in cái mail thông báo thời gian và địa điểm thi ra giấy. Hoặc cho giám thị xem qua điện thoại, còn mình thì cứ in ra cho chắc. Mọi người phải mang hộ chiếu hoặc là thẻ cư trú để xác minh danh tính, mang theo bút chì gỗ và cục tẩy. Mọi người hãy đến trường thi bằng phương tiện công cộng nhé. Và nhớ mặc đồ gọn gàng, lịch sự mang giày thể thao vì sẽ có một bài thi thực hành. Bài thi đầu tiên là lý thuyết, gồm có 17 câu hỏi làm trong vòng 20 phút. 7 câu hỏi đầu tiên sẽ hỏi về các dụng cụ máy móc vệ sinh tòa nhà. 7 câu hỏi tiếp theo sẽ hỏi về kiến thức vệ sinh tòa nhà. ba câu hỏi cuối cùng sẽ là ba câu hỏi tình huống. Đề hôm nay theo mình là dễ nha mọi người. Sau đó là bài thi thực hành. Chúng ta sẽ đeo số báo danh và chờ đến lượt. Bài thi thực hành gồm có 3 phần: lau sàn nhà, lau kính và lau bồn cầu. Phần thi này diễn ra trong vòng 10 phút tối đa là 12 phút. Nhưng nếu vượt quá 10 phút thì chúng ta sẽ bị trừ điểm nha. Ở trên YouTube thì có video hướng dẫn thực hành. Mọi người hãy xem thật kỹ trước khi thi nhé. Vậy là mình đã thi xong rồi. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 12. Nếu các bạn đậu kỳ thi và muốn nhận chứng chỉ, thì chúng ta sẽ làm thủ tục ở trên web và lệ phí là một man mốt. Sau đó thì họ sẽ gửi chứng chỉ về cho chúng ta qua đường bưu điện. Mình chợt nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên mà kỳ thi diễn ra. Mình chúc những bạn thi trong đợt này thi đậu nhé. Những bạn nào cần tài liệu miễn phí thì inbox cho mình nhé. Tạm biệt mọi người.